Tử Vi tuổi Bính Dần sinh năm 1986 nữ mạng, năm 2022 vận may sẽ như thế nào, có giàu có hay không? Xin mời xem hết video này. Vâng, xin được mến chào quý vị khán thính giả thân yêu của chương trình Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì Diễm Quỳnh thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình mến chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, việc xem tử vi cho tuổi Bính Dần, sinh năm 1986 nữ mạng, trong năm 2022 Nhâm Dần sẽ giúp cho quý vị và các bạn nắm được những diễn biến quan trọng trong sự nghiệp cũng như tình duyên của mình trong năm mới. Và không những thế, qua việc xem tử vi cho tuổi Bính Dần năm 2022 này giúp cho bạn biết được vận hạn của mình trên tất cả các phương diện trong cuộc sống. Xem tử vi cho tuổi Bính Dần sinh năm 1986 nữ mạng, quý vị cũng sẽ biết được sao hạn của năm để từ đó đưa ra những phương pháp hóa giải giúp cho gia chủ tuổi Bính Dần có được tài lộc, công danh sự nghiệp như là mong muốn. Và trong phần luận giải về tử vi của tuổi Bính Dần sinh năm 1986, ngày hôm nay thì thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt sẽ chỉ rõ cho quý vị về bức tranh toàn cảnh của quý vị trong năm mới, năm 2022 Nhâm Dần. Và qua đó thì thầy cũng chỉ cho tất cả quý vị cách hóa giải về lá số tử vi cho tuổi Bính Dần nữ mạng. Và ngay sau đây thì xin mời tất cả quý vị sẽ cùng theo dõi phần luận giải chi tiết để chúng ta cùng chiêm nghiệm nhé. Tử vi tuổi Bính Dần sinh năm 1986, năm 2022 nữ mạng, ánh sáng cuối đường hầm. Tử vi tuổi Bính Dần 1986, năm 2022 nữ mạng sẽ bị thái tuế năm chèn ép, lại bị hung tinh quấy rối, khiến cho bản thân gặp nhiều xui xẻo, cuộc sống thăng trầm, sóng gió. Tử vi tuổi Bính Thìn 1986, năm 2022 nữ mạng, hung cát, hung vận, thái tuế, phi đầu, hoàng phiên, kiếm phong, phục thi, cát vận, phúc lộc. Tổng quan, khi bước sang năm Nhâm Dần 2022, những người tuổi Bính Dần sinh năm 1986 sẽ bị thái tuế năm chèn ép, lại bị hung tinh quấy rối, khiến cho bản thân gặp nhiều xui xẻo, cuộc sống thăng trầm, sóng gió. Trong sự nghiệp thì có hoàng phiên, trong quan hệ xã giao có phi đầu phá rối. Trong sức khỏe và tài vận khó tránh khỏi tà khí của thái tuế, phục thi và kiếm phong. Bởi vậy, chắc chắn Bính Dần sẽ gặp nhiều xui xẻo, nên giữ vững tinh thần để ứng phó kịp thời. Dù cho có gặp khó khăn, cũng chớ bỏ cuộc rút lui, nếu không sẽ chỉ khiến cho vận rủi của chính bạn thêm trầm trọng. Như quý vị đã biết, nữ mạng Bính Dần sinh năm 1986 năm nay bị phạm thái tuế. Vậy nên vận trình của năm bị hung tinh quấy nhiễu, khiến cho công việc và sức khỏe bị ảnh hưởng. Chính vì vậy mà thầy Gia Cát có khuyên gia chủ tuổi Bính Dần nữ mạng hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để được thái tuế tương trợ giúp đỡ cho công việc hành thông thuận lợi, sự nghiệp đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Bính Dần sinh năm 1986, năm 2022 nữ mạng dự báo vận trình sự nghiệp của những người tuổi Dần 1986 năm nay rất phức tạp. Sao hoàng phiên khiến cho con đường của bạn gồ ghề trắc trở, nhiều xui rủi có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, khiến cho Bính Dần luôn đau đầu vì công việc. Đặc biệt là trong nửa đầu năm, bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Đề nghị con giáp này, dù gặp chuyện gì cũng nên bình tĩnh đối mặt, tháo gỡ từng chút hơn là nóng nảy và mệt mỏi. Tài vận đánh giá 3 sao. Thái tuế và hung tinh kiếm phong khiến cho tuổi Bính Dần năm nay gặp nhiều tổn thất về tiền bạc. Bạn không chỉ gặp khó khăn trong việc gửi tiết kiệm, mà ngay cả những khoản tiền gửi trước đó cũng có khả năng bị tiêu xài hoang phí. Nhưng bù lại, cũng may là vì có phúc lộc tinh xuất hiện trong 6 tháng cuối năm, cho nên tuổi Dần sẽ đổi vận, gặp được những người có khả năng giúp đỡ mình. Tuổi này nên tranh thủ thời cơ để nắm bắt các cơ hội gia tăng tài vận, kích hoạt, khai mở cung tài lộc và sự nghiệp. Thầy Gia Cát cũng khuyên những gia chủ tuổi Bính Dần cần phải luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, giúp khai sáng trí tuệ, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, giúp cho con đường quan vận tài lộc của gia chủ được khai mở. Khi mang theo bên mình minh quang pháp bảo, sẽ được thần Phật che chở độ mạng, bảo vệ mình tránh khỏi tà ma và những điều không tốt. Tình cảm đánh giá 3 sao. Nữ mạng tuổi Bính Dần năm nay 36 tuổi, vào năm 2022 sẽ gặp rắc rối trong các mối quan hệ. Sao phi đầu quấy nhiễu sẽ khiến cho bạn có hình tượng không tốt cho bản thân, khiến cho mọi người xung quanh xa lánh, đặc biệt là những người làm trong nghề bán hàng sẽ vì như vậy mà gặp trở ngại ở mọi nơi, mọi lúc, khiến cho sự nổi tiếng và vận may giảm sút.
Chuyện gia đình có nhiều vấn đề, lại thêm rào cản vô hình ngăn cách là tâm trạng uất, bi phẫn của bạn. Nếu cảm thấy tâm lý khó giải tỏa ẩn ức, bạn nên tìm đến những người mình tin tưởng nhất để thử chia sẻ, đừng nên giữ mãi trong lòng. Sức khỏe, đánh giá 2 sao. Những vấn đề sức khỏe của Bính Dần 36 tuổi năm nay khá đáng lo ngại. Sao phục thi mang đến nhiều hung hiểm, chủ yếu do tác nhân bên ngoài gây ra. Thầy Gia Cát khuyên Bính Dần trong năm Thái Tuế dù đi đâu làm gì cũng cần phải đưa an toàn bản thân lên hàng đầu. Nếu có đi chơi du lịch hay công tác xa thì cũng cần phải chú ý tránh những nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn. Với những gia chủ tuổi Bính Dần do phạm Thái Tuế cho nên năm nay cũng cần phải luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Mang theo bên mình sẽ hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, đồng thời tăng cường hòa hợp trong gia đình, trong công việc cũng như trong cuộc sống, giúp cho gia chủ tuổi Bính Dần có được một năm may mắn và thành công. Tử vi từng tháng, tháng 1, đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Bính Dần 1986, năm 2022 nữ mạng nhận thấy vận thế trong tháng đầu tiên của năm không được tươi sáng cho lắm. Do ảnh hưởng của năm Thái Tuế nên bạn làm gì cũng khó khăn, thường xuyên gặp rủi cho nên tâm trạng kém, dễ nảy sinh những cảm xúc tiêu cực. Vì vậy, tuổi Dần nên chú ý trò chuyện và thảo luận nhiều hơn với các thành viên trong gia đình trong tháng này để giảm bớt căng thẳng tinh thần và những cảm xúc u ám. Đồng thời, bạn cũng nên chú ý áp dụng các mẹo phong thủy cho người bị phạm Thái Tuế trong năm 2022 để cho vận trình cả năm trở nên hanh thông, giảm bớt điểm xấu hơn. Tháng 2, đánh giá 2 sao. Con đường sự nghiệp của Bính Dần sinh năm 1986 trong tháng 2 này rất gập ghềnh. Bạn bị ảnh hưởng bởi sao xấu Hoàng Thiên, bạn dễ bị ảnh hưởng bởi một số công việc và việc nhà phức tạp trong tháng này. Không chỉ vậy, khối lượng công việc ở nơi làm việc cũng sẽ tăng lên một cách rất khó hiểu. Nếu con giáp này không thể xử lý kịp thời nhiệm vụ của mình thì rất có thể sẽ cản trở và ảnh hưởng đến những việc khác. Tháng 3, đánh giá 2 sao. Rất khó để tuổi Dần thể hiện khả năng xã giao của mình qua các mối quan hệ trong tháng này. Bạn bị cản trở bởi sao phi đầu, hình ảnh cá nhân của bạn sẽ vô cùng sa sút, trang phục và cách ăn mặc hàng ngày trở nên tồi tệ và luộm thuộm. Nếu là người có chức quyền thì e là sẽ làm mất thể diện lẫn uy tín của công ty. Bạn không chỉ bị lãnh đạo chỉ trích mà còn bị cấp dưới nhìn ngó chê cười, không mấy ai muốn kết giao với bạn. Bởi vậy, khuyên tuổi Dần nên chỉnh lại hình ảnh của bản thân, làm gì cũng nên biểu hiện mặt tốt nhất của mình thì mới có lợi cho quan hệ xã giao. Tháng 4, đánh giá 3 sao. Tinh thần của người tuổi Dần sinh năm 1986 không mấy lý tưởng trong tháng này. Bị ảnh hưởng bởi tiết thanh minh, lại có thái tuế tác động nên bị áp lực tâm lý rất lớn. Bạn thường chỉ vì việc vặt mà cảm thấy tổn thương và đau lòng, buồn bực không vui, vì thế mà vô tình để cho cảm xúc tiêu cực quấy nhiễu. Tử vi tuổi Bính Dần 1986 năm 2022 nữ mạng khuyên rằng nếu bạn cảm thấy trong lòng có nhiều chướng ngại tích tụ mà không muốn chia sẻ cùng với người nhà thì đừng ngại, hãy tìm đến sự hỗ trợ của các chuyên gia tâm lý để xác định tâm bệnh và tìm cách chữa trị. Tháng 5, đánh giá 3 sao. Tuổi 1986 có vận trình tài lộc tình cảm phát triển ở mức trung bình khá trong tháng 5 âm lịch. Đối với người độc thân, vì phạm Thái Tuế cho nên vận trình tình cảm của những Bính Dần độc thân trong tháng này cũng không được khả quan. Con đường đến với trái tim người ấy biết mấy gian nan, nhưng bạn không phải là không còn cơ hội. Lúc này, hãy làm việc chăm chỉ để vượt qua những khủng hoảng và thử thách do năm tuổi mang lại, sau đó hãng từ từ xem xét đến các vấn đề tình cảm. Tháng 6, đánh giá 3 sao. Vào tháng 6 năm 2022, đường tài lộc của Bính Dần tuột dốc không phanh. Bị ảnh hưởng bởi sao hung tinh kiếm phong, trong tháng này bạn tiêu tốn quá nhiều tiền và có khả năng bị tổn thất tài chính nghiêm trọng do thói xa hoa của mình. Đặc biệt, vận thiên tài có nghĩa là khoản tiền nhờ may mắn trời cho mà có sẽ bị thâm hụt kha khá do đầu tư thất bại, phải gánh chịu nhiều nợ nần. Bởi vậy, tuổi Dần cần phải quản lý tiền bạc thật tốt trong tháng 6, không nên chủ quan hay tiêu xài hoang phí để tránh thiệt hại. Tháng 7, đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Bính Dần sinh năm 1986, năm 2022 nữ mạng, về mặt sự nghiệp tương đối ổn định. Mặc dù công việc của bạn không có nhiều cơ hội, nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng của mình, tình trạng đó đang dần được phục hồi. Tuy không có cải thiện gì lớn, nhưng nhìn chung cũng tươi sáng hơn trước rất nhiều. Tài vận cũng dần trở lại trạng thái tiến triển ổn định. Nếu có thể giữ phong độ tốt, trong tương lai, bạn có thể xoay chuyển được tình thế và đón nhận nhiều may mắn hơn. Tháng 8, đánh giá 2 sao.
mối quan hệ tình cảm của người tuổi Bính Dần 36 tuổi có thể gặp khủng hoảng trong tháng này. Đối với những người đã có gia đình, chuyện tình cảm liên tục bị tác động bên ngoài làm cho rạn nứt. Bởi vậy, bạn cũng cần phải chú ý và xử lý thật tốt những trường hợp dễ gây ra hiểu nhầm. Đây có thể coi là những thử thách thường xảy ra trong hôn nhân. Bính Dần cần học cách chia sẻ nhiều hơn, cùng phối hợp với đối phương để tháo gỡ khúc mắc, hóa giải nguy cơ chia rẽ trong tình yêu. Tháng 9, đánh giá 5 sao. Mối quan hệ xã hội của nữ mạng Bính Dần này dự kiến sẽ khởi sắc vào tháng 9. Với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn Phúc Lộc, không ít người sẽ gặp được quý nhân hỗ trợ trong công việc. Bạn có thể gặp được những người có năng lực sẽ giúp đỡ bạn trong sự nghiệp cũng như là cuộc sống. Hơn nữa, vận xã giao cũng thêm phần mở rộng. Tuổi Dần nên nhanh chóng cơ hội, chấp lấy thời cơ để phát triển mối quan hệ xã hội và cố gắng làm quen với nhiều quan chức cấp cao. Tháng 10, đánh giá 5 sao. Vận trình tổng thể của những người tuổi Dần 1986 khá suôn sẻ trong tháng 10. Lúc này bạn không chịu ảnh hưởng từ thái tuế và hung tinh, vì thế mọi phương diện đều được giữ ở mức phát triển ổn định. Đặc biệt là về mặt sự nghiệp, vận thế của tuổi này khá hanh thông, không những dễ bề xử lý việc nhỏ nhặt ở nơi làm việc mà còn có cơ hội nhận được sự khen ngợi đánh giá cao từ lãnh đạo. Tháng 11, đánh giá 5 sao. Tử vi tuổi Bính Dần 1986 năm 2022 nữ mạng cho thấy vận trình tài lộc của nữ mạng tháng 11 năm 2022 cũng khá ổn định. Sự nghiệp thăng tiến, vận trình tài lộc sẽ được cải thiện đáng kể. Đồng thời, một số người ra ngoài làm ăn cũng có thể tranh thủ thời gian cuối năm để buôn bán kinh doanh, kiếm thêm được không ít lợi nhuận. Tháng 12, đánh giá 4 sao. Vận sức khỏe của Bính Dần trong tháng này tương đối không có gì đáng lo lắng. Dù phạm phải thái tuế, nhưng các trở ngại cũng không quá lớn. Tuy nhiên vì cuối năm sẽ bận rộn nhiều việc, bạn cũng cần phải chú ý hơn đến các vấn đề nảy sinh trong gia đình, nên sức khỏe có phần suy yếu. Khuyên tuổi này cần phải chăm sóc tốt hơn cho bản thân, đừng để mình phải kiệt sức vì vất vả, nếu không dễ làm tổn hại sinh bệnh và có hại sau này. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Bính Dần sinh năm 1986 nữ mạng trong năm mới năm 2022 Nhâm Dần. Và chắc hẳn quý vị đã biết được mình cần phải làm gì cho tương lai rồi, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng mong rằng tất cả quý vị sẽ áp dụng được những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày để thay đời, đổi vận cho mình. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi.